Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 20 tháng 10, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 8 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn với nhà báo Phạm Trần. Ông sẽ chia sẻ đến quý vị về môi trường đào tạo và tiêu chuẩn cho những người hành nghề báo chí chuyên nghiệp của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Chương trình do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thưa ông, như vậy thì dưới thời đệ nhị Cộng Hòa có rất nhiều tờ báo, có rất nhiều ký giả, phóng viên. Nhưng mà thưa ông, vào thời đó có một cái tiêu chuẩn gì không? Hay là những điều kiện gì để mà một người muốn hành nghề báo chí được cho phép để mà chính thức hoạt động nghề báo chí thôi. Cái điều thứ nhất tôi muốn nói với anh Công cũng như là nói với quý vị khán thính giả là Việt Nam Cộng Hòa của mình, kể cả thời đệ nhất và đệ nhị, đều không có trường dạy làm báo của chính phủ hay là của tư nhân, mà cái người mà có công xây dựng một cái lớp ký giả mà có khả năng viết tin thời sự theo tiêu chuẩn quốc tế là phải kể đến là giáo sư Nguyễn Ngọc Linh. Ông Nguyễn Ngọc Linh đã từng du học ở Hoa Kỳ và đã từng làm báo New York Times, trở về Việt Nam và được mời làm Đài Phát thanh Sài Gòn, giám đốc Đài Phát thanh Sài Gòn, rồi sau đó làm Việt Nam Thông Tấn Xã. Nói về ông Nguyễn Ngọc Linh thì chúng ta cũng không quên đề cập tới những người khác của gia đình họ Nguyễn Ngọc. Thì dù như ông Nguyễn Ngọc Nhạ, chứ nhất là anh của ông Linh đã, là ông Nguyễn Ngọc Trác, là cái người làm Đài Phát thanh từ Hà Nội, rồi sau đó vào miền Nam, rồi sau đó sang Hoa Kỳ làm cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Cái người thứ hai là ông Nguyễn Ngọc Nhạ, cũng là giám đốc nhà báo chí một thời gian. Rồi cái người thứ ba đó là nhà báo Nguyễn Ngọc Phách. Ông Nguyễn Ngọc Phách thời đệ nhị Cộng Hòa có làm cho tờ báo Sài Gòn Post cùng với chúng tôi, anh Trần Nhã. Mà tờ báo Sài Gòn Post đó là do cố đại sứ Bùi Diễm đứng làm chủ nhiệm, ông Bùi Phương Thể là người em đứng làm đại diện ở Sài Gòn. Cái người thứ ba đó qua đời mấy năm nay là ông giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cũng một thời gian làm tổng giám đốc Việt Nam Thông Tấn Xã. Thì trở lại cái thời kỳ đó đó, ông Nguyễn Ngọc Linh có cái công thành lập ra cái khoa báo chí của Viện Đại học Đà Lạt, mà dùng cái cơ sở Việt Nam Thông Tấn Xã. Ở đằng sau Việt Nam Thông Tấn Xã có một cái dãy nhà bỏ trống, ông ấy dùng cái đó để làm lớp học, dạy đào tạo một lớp phóng viên mới, biết những viết theo những tiêu chuẩn báo quốc tế, nghĩa là có dẫn đầu, thân bài, tổng kết, kết luận đâu ra đấy, ngắn gọn mà nói lên được cái ý chính của bản tin. Thành ra ông Nguyễn Ngọc Linh là người có công đầu tiên. Cái người, có những cái người về sau này nối tiếp những cái công việc đó cũng theo cái nhịp độ đó, đào tạo những cái lớp ký giả mà ông Nguyễn Ngọc Linh đào tạo đó, về sau này trở thành những nhà báo có tiếng ở Đài Phát thanh Sài Gòn, ở Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Quân đội, làm cho một số hãng thông tấn nước ngoài. Đó, thành ra cái nghiệp báo chí là chuyên nghiệp là khởi đầu từ ông Linh. Nhưng mà riêng cá nhân tôi á, và những cái lớp người làm báo chúng tôi đó,
từ năm 1963 trở về trước á, chúng tôi không được học ai hết, mà chúng tôi học lẫn nhau. Những người lớn tuổi làm trong các tòa báo hướng dẫn những người trẻ. Tôi vào làng báo từ năm 1960 với cái vai trò là tập sự để sửa bài. Thứ nhất là cái ông chủ nhiệm của tôi, ông bảo chú muốn thành ký giả chú phải biết đọc và biết sửa lỗi chính tả trước. Khổ lắm chú ạ. Khi mà tờ báo lấy cái bản in ra đó, cái bản in ra là xếp chữ, chứ không phải rằng computer như văn minh như bây giờ. Xếp chữ mà nó cái giấy nó còn mờ mờ ảo ảo, và rồi nó khó sửa lắm. Ngọn bút thật là sắc, chấm vào mực thì mới sửa được, chứ không phải là bút nguyên tử mà chú cứ viết xuống. Dạ thưa, nó có phải vai trò của thầy cò không? Đấy, đấy, người ký giả và người thầy cò giống nhau. Yeah. Nhưng mà cái ông thầy cò đó hay lắm. Họ đọc đủ các thứ văn của mọi người ở trong tòa báo và họ sửa hay lắm. Tí dụ như một bài báo hay là một trang tiểu thuyết chẳng hạn, may lắm họ xảy ra một vài chỗ, chứ còn chúng tôi thì xảy ra tùm lum cả. Thành ra cái làng báo đó nó cũng có những cái phức tạp, nó có những cái sự cổ lỗ sĩ kỹ thuật, và nghề báo của Việt Nam nó không có được bình thản và văn minh như là báo chí của Tây phương. Thành ra nói tóm lại đó, thì cái tờ báo nó khó khăn về phương diện tài chính là một chuyện, nó khó khăn về vấn đề kỹ thuật và nó khó khăn về vấn đề đào tạo các nhà báo. Mãi tới sau năm 1965, cứ coi như năm 1970 đi, 69-70 thì mới có các nhà báo được đào tạo làm cho các báo. Trước đó thời chúng tôi là không có. Và có một cái điều này, này nói được thì các anh em làm báo của chính phủ hay là đài phát thanh của chính phủ mà còn sống ở Hoa Kỳ đó hay là ở các nước khác đó, đừng có buồn. Và hồi đó chúng tôi đó, chúng tôi gọi những cái ông bà đó là những cái anh chị em đó là phóng viên báo nhà nước, còn chúng tôi là báo nước ngoài, ở báo ở ngoài. Và khi mà tôi còn nhớ khi mà đi họp báo, có một ký giả đàn anh của tôi không muốn nói tên, ông ấy chết rồi. Khi mà một ký giả chính phủ giơ tay lên đặt câu hỏi trong cuộc họp báo á, thì cái ông ký giả đó, ông ấy chỉ tay, bà ấy, ngồi xuống, anh là báo nhà nước, không có được hỏi trước, Thành ra tôi ngồi đó thôi, tôi chân ra, nhưng mà chỉ có cái ông đó, ông ấy nói mà chỉ có xảy ra một lần mà thôi. Đó, thành ra cái sự khác biệt, tôn trọng lẫn nhau giữa những người làm báo cũ và những cái lớp làm báo trẻ về sau này đó, thì là những người đó là những người có sự cách biệt nhau về cái sự hành nghề. Nhưng mà phải nhìn nhận là những cái lớp ký giả mà do đào tạo sau này đó, thì có bài bản hơn, thông thạo ngoại ngữ hơn chúng tôi. Trước đây đó, chúng tôi đâu có thông thạo ngoại ngữ bằng những anh em ký giả sau này. Thành ra nó trẻ bao giờ nó cũng có những cái điều hơn những người lớn tuổi.